Vâng, em Thảo, Salon Mô Tô số 1 Kinh Môn xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em Thảo tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bác xem một cái mẫu xe Toyota Land Cruiser sản xuất năm 2004 và được lăn bánh lần đầu năm 2005 anh chị nhé. Với cái tông nước sơn màu xanh, xe rất là đẹp. Các bác mua về sẵn sử dụng, chúng ta chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Máy số gầm bệ rất là chất luôn. Bên em đang chào bán với mức giá là 305 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác rồi. Xem xe tại cơ sở nhà em có địa chỉ tại 189 phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Liên hệ với em Thảo qua số hotline là 0852 555 555 hoặc 0971 102 399 để được em gửi thêm hình ảnh chi tiết cụ thể cũng như là tư vấn về cách thủ tục mua bán xe bên em. Về tổng thành bên ngoài thì các bác có thể quan sát được rằng một cái chiếc xe body vô cùng là khỏe khoắn, 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Và chiếc xe này khối động cơ khá là lớn nha anh chị nhé. Động cơ của nó máy là 4.5 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó rơi vào tầm 18 cho tới 20 lít trên 100 km. Rất là nhiều bác nào đang quan tâm tới mẫu xe này và muốn sở hữu nó, muốn là một dòng xe sưu tầm cho chính mình thì hãy bỏ qua vấn đề về xăng cộ trong đầu cho em Thảo nhé. Bác nào lăn tăn về vấn xăng cộ thì các bác có thể theo dõi được cái video clip của em những cái mẫu xe mà chấm nhỏ hơn. Và các bác nhìn tổng thành của xe này, sơn xi căng bóng cả xe rồi. Đấy, đằng sau xe này Toyota Land Cruiser, vâng ạ, một mẫu xe hạng sang của ngày xưa, chuyên để chở những thủ tướng hoặc những người có tiền thì mới sở hữu được mẫu xe này. Đấy, mới nuôi được nó. Mắt đèn rất là sáng nha anh chị nhá. Em quay rất là chi tiết và cận kề. Các bác nhìn gầm bệ này, hai cầu hoạt động bình thường, gầm bệ hoàn toàn nó không hề có hiện tượng gì là mục mọt cả. Nó chỉ bị han một chút oxy hóa theo năm tháng mà thôi. Bác nhìn này, thân vỏ là rất là dày dặn luôn anh chị nhá. Trang bị bập bẹ lên xuống theo xe. Lốp lác còn khá là dày dặn cả dàn. Có xi nhan tích hợp ở trên hông xe. Đây các bác nhìn lốp lác của xe này, nó còn khá là dày. Xi nó 90% luôn anh chị nhá. Mắt đèn này, trang bị mắt đèn halogen. Xi nhan trên hông xe. Vâng ạ, 305 triệu đồng quý anh chị hãy sở hữu luôn cho mình mẫu xe Land Cruiser sản xuất 2004 này. Em cho các bác xem về phần cốp đằng sau xe luôn này. Đó. Bên trên trần này trang bị hai dàn điều hòa độc lập. Trần rất là sáng, không hề có hiện tượng là đục ố với phần trần đâu ạ. Những cái chi tiết nhựa của xe các bác nhìn này. Sàn này còn rất là đẹp luôn ạ. Bên trên có sấy kính nha anh chị nhá. Cửa giả đóng rất là nhẹ nhàng. Em quay cái phần nội thất cho các bác xem luôn. Trang bị ghế da màu kem. Ghế điện. Mọi chức năng ở trong xe hoạt động tốt. Đây các bác nhìn này. Em bật cho các bác xem luôn này. Đó. Bốn tổng lưng hạ kính này anh chị nhé. Keo chỉ zin nguyên bản, không bị mất một phân keo chỉ nào cả. Em quay chi tiết cả bốn cánh cửa cho các bác xem luôn. Hàng ghế đằng sau này rất là mới luôn ạ. Nốt sàn đầy đủ theo xe. 7 chỗ ngồi, vô cùng là rộng. Bác nhìn này, keo chỉ cánh cửa này, hoàn toàn là không bị có mất một phân keo chỉ nào anh chị nhé. Và trên chiếc xe Land Cruiser sản xuất 2004 này, em Thảo cam kết cho quý anh chị là không hề có hiện tượng đâm xô, tai nạn hay ngập nước. Xe hoàn toàn là không hề có một nỗi nhỏ gì trên xe cả. Vô lăng này, đầu đài đầy đủ, điều hòa cơ. Các bác nhìn vô lăng này còn rất là mới anh chị nhá. Tủ lạnh này, tủ lạnh này vẫn hoạt động bình thường. Có chế độ điều khiển này. Đấy, các bác nghe tiếng gió này rất là khỏe. Chúng ta muốn uống đồ mát có thể để thêm đồ vào trong đây. Đầu đài bật đĩa anh chị nhá. Đây các bác có thể bật cái nút open này. Đó, chúng ta có thể bật đĩa ở trong đây nghe nhạc nhé. Mọi chức năng ở trong xe nó hoạt động tốt, hoạt động bình thường. Đấy, điều hòa cơ này, chỉnh gió này, điều hòa hai chiều luôn.
cần số này, gài cầu này. Em Thảo quay video rất là chi tiết và cụ thể cho quý anh chị xem từng chi tiết nhỏ một của xe nhé. Này các bác nhìn này, ghế phụ đây nhá. Nhìn cái khoang xe nó rất là rộng. Cánh cửa này, keo chỉ zin đét, một dòng xe sưu tầm. Đấy, cho các bác mua về chúng ta đi cà phê, cà pháo hoặc là công trình, công trường rất là hợp lý. Với cái dòng xe này nó rất là sang, chạy nó vô cùng là sướng rồi, cách âm tốt, chạy đầm khỏe. Và bây giờ em sẽ khởi động máy lên cho quý anh chị xem cái động cơ khoang máy của chiếc xe Lăng Cô Lơ Dơ này nó hoạt động ra sao, như thế nào anh chị nhé. Máy nổ vô cùng là khỏe khoắn. Đây các bác có thể xem về cái động cơ khoang máy của chiếc xe này nó hoạt động này. Các bác nghe tiếng máy nó rất là êm luôn anh chị nhé. Máy êm hoàn toàn, nó không hề có dấu hiệu kêu cọc cạch gì cả. Mặt máy khô, không được dầu gì ra cả. Bên trên cabo này, đây các bác nhìn này, chassis này, chassis phần đầu xe nguyên bản. Máy chạy rất là êm ái luôn anh chị nhé. Các bác nhìn quan sát cái phần chassis đầu xe này, những cái lỗ này của nó vẫn còn tròn vo. Đấy, không có dấu hiệu gì là va chạm cả. Máy số rất là chất. Vâng ạ, và một lần nữa em Thảo xin nhắc lại, chiếc xe Lăng Cô Dơ sản xuất 2004, lăn bánh lần đầu năm 2005, đang được bên em chào bán với mức giá là 305 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác rồi. Xem xe, test xe thoải mái trước khi nhận xe và thanh toán. Vâng ạ, bác nào đang quan tâm liên hệ trực tiếp với em Thảo qua số hotline là 0852 555 555 hoặc 0971 102 399 để được em gửi thêm hình ảnh chi tiết cụ thể cũng như là tư vấn về cách thủ tục mua bán xe ở bên em. Và bên em có trao đổi các xe, tất cả những mẫu xe từ 100 cho tới 500 triệu đồng. Bác nào đang có nhu cầu đổi những mẫu xe bên cửa hàng nhà em thì có thể trực tiếp liên hệ với em Thảo để trao đổi nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã đồng hành và theo dõi kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp các bác trong những video clip những mẫu xe lần sau ạ. Xin trân trọng cảm ơn.